giải quyết tình trạng ô nhiễm không khí trầm trọng hiện nay ở thủ đô nước này? Theo chính quyền thành phố New Delhi, Viện Công nghệ đã đề xuất gây mưa nhân tạo yes. qua biện pháp gieo hạt trên đám mây. Hello, hello cho tất cả mọi người. Các điều kiện thuận lợi để tạo mưa nhân tạo sẽ xuất hiện. Theo kế hoạch, chính quyền thành phố New Delhi sẽ đệ trình phương án tạo mưa nhân tạo để giảm ô nhiễm không khí lên tòa án tối cao Ấn Độ. Này, tôi à. Để xin cấp phép triển khai. Tôi đã mở về lâu lắm rồi, tôi mới mở về cái siêu test. Bạn chơi thử. Đây là một con xác nhân. Gọi là The Tricky. Chúng ta sẽ đọc cái bản badge của nó là badge note 7.4 bullet test bui. Đây là mình nào. Mình quay cái màn hình kia của nó không có rồi, mình không có quay được màn hình của Steam đó mọi người. Thôi cho nên mình sẽ đọc sơ đi. Ung thư Canada ngày 8 tháng 11 công bố báo cáo thống kê ung thư năm 2023 cho thấy tỷ lệ tử vong do ung thư phổi đang giảm nhanh hơn so với bất kỳ bệnh ung thư nào khác. 7.4 rồi nó 7.4 đâu, mình sẽ đọc ở trên Steam của nó có để. Ở này là gì đây? Ở này đây tiếp. Tuy vậy, báo cáo thống kê số ca mắc và tỷ lệ tử vong do ung thư phổi trong những năm gần đây đã giảm đáng kể. Theo đó, tỷ lệ tử vong do ung thư phổi ở nam giới giảm 4,3% mỗi năm kể từ năm 2004. Chúng điều phản để mình đi chơi bên này chứ gì. Đây là mức giảm hàng năm nhiều nhất so với bất kỳ bệnh ung thư nào được báo cáo. Các chuyên gia dự báo tỷ lệ tử vong do ung thư phổi ở nam giới trong năm 2020. Tôi nghĩ chết khi không thể xuất hiện vì nó rõ ràng không thể giết được người sống sót. Nó sử dụng một cái người gọi là gì? Thực thể bóng đêm khác á. Nó quát người. Nó phải sử dụng cái năng lực khác thôi. Một cái bóng ma khác hay gì sao đó. Ồ, mấy cái này nó thu thập những cái dữ liệu của mình nữa. Kệ nó. Đề bản bullet test bùi bên 7.4 hả? Rồi mình sẽ vô sẽ có để kỹ năng bùn phít gì tùm lum nè. Và nói bằng lý thuyết cũng chả làm gì. Thôi mình cứ vô test thử đi. Ủa sao em thấy nó chơi con thư lo búp bê mà vậy, cầm cái dao. Bản bullet test mới có em. Hiện tại là nó chưa ra chính thức, nó chỉ ra test trước thôi. Cái lịch của nó là trong tháng 11 này thì ngày 24 ủa ngày 28 tháng 11 mới ra chính thức. Anh đang vô test thử nè. NET giúp Charlet NET. Charlet là thể bóng đêm của nó. Ủa sao bullet test nếu thấy ra đây nè. The Good Way nữa mới ghê. Phải chữa ngày 28 tháng 11 mới có theo cái lịch trình của nó em. Còn hôm nay là ngày hôm qua tới hôm nay là mở ra con Tricky này cho chơi chi tiếp. Và tuần thứ 3 là từ ngày 24 tháng tới ngày 28 là sẽ có Black Friday, là nó sẽ sale một lần nữa. Red Map. Ok, nó sẽ sale cho anh em trước khi nó ra con DLC con này. Và để mình coi con này nó có gì ngon. 3 giờ. Nó nhìn cũng chất lừ quá ta. Con này thì có đồ không? Con búp bê nó nhìn nhỏ mà chạy nha. Con này nó được thực hiện là nó điếu có đồ nha anh em. Chưa có quần áo để bán đâu. Mình ăn đủ level 15 mà mình chơi vài trận của con nè.
Con này nó được góc nhìn thứ ba, nó sẽ là đối thủ khó nhất trong game rồi. Thường thường là mấy con kia là nó góc nhìn thứ nhất nha. Con này cũng khá mua, đáng mua cho những anh em nào thích chơi góc nhìn thứ ba. Một con sát nhân duy nhất từ đó tới giờ là sử dụng góc nhìn thứ ba. Hồi đó giờ chơi sát nhân là sử dụng góc nhìn thứ nhất không à. Nó phóng nữa, nó phóng tới nữa, rồi nó chui qua quán được nữa. Nói chung là con này mới debut ra thì nó mạnh đó, vậy không biết nữa nó có fit lại không nữa. Nhưng mà nó mới ra bên bullet test này thôi, nó có thể sửa lại được. Trước khi nó ra bản chính thì nó phải sửa lại được chứ, nếu mà người ta yêu cầu nó quá bá thì phải sửa lại thôi. Còn những người chơi sát nhân thì người ta lại thích mấy con bá vậy, người ta không yêu cầu rồi sửa rồi sao. Mình đang 15 mình mới nói. Góc nhìn thứ ba nhưng camera không như người sống sót nữa. Đúng rồi, nó phải khác xíu thôi, nhưng mà góc nhìn thứ ba là nó đã bá rồi. Tầm nhìn nó được rộng hơn. Với lại nó sẽ gần mình được nữa, nếu mà nó đem mấy cái kỹ năng ẩn tiếng tim nữa, nó gần mình ở phía giống như mé mé của mấy cái kia nữa thì sao. Nhiều chiêu trò để sử dụng với góc nhìn thứ ba lắm, nên cái vấn đề là nó cũng hơi căng. Mà không biết hôm nay mình vô sát nhân thì có vô được không nữa, chứ mình vô sinh tồn thì nó nhanh rồi. Cái này test thử thôi, thì đem mấy kỹ năng của nó thôi. Cái kỹ năng gì nè, cái này còn cái gì nữa, cái nào nó của này phải không, không phải phải cái này đâu đâu, để mình coi ba kỹ năng của nó có gì ngon. Đây là một cái hết hết chu canh lay, tự nhiên chu canh lay à, hai có thể nó chơi chơi hai à. Cái bất kể khi nào bạn bị chóng hoặc bị mù bởi người sống sót, 2 giây 2 lần hả? Xin chào mừng quý vị đến với chương trình Nhanh Là Ngon. Chương trình được phát sóng lúc 11:50. Là sao ta? Cái này không hiểu nè. 2 lần tức nghĩa mình bị tu một cái rồi mình bị mù một cái. Rồi nếu không có cái head nào thì nó sẽ trở thành cái head của này hả? Điều hiểu. Rồi cái head này có công dụng gì? Những người sống sót làm chóng hoặc làm mù bạn sẽ bị mù trong 1,5 giây. Đấy. Và nó sẽ không ảnh hưởng tới cái người mà mình carry ẩm lên phải không? Nhanh vừa lờ mà cái động tác bưng sự quay của nó vô lý. Cái động tác bưng sự quay gòn của nó là sử dụng cái thực thể của Charlotte. Nếu anh em chơi Don't Stay Together, anh em sẽ biết cái Charlotte là cái gì. Charlotte bóng đêm á, thực thể Charlotte. Nói chung là bóng đêm đi, nó ra mấy con quái vật bóng đêm á, kiểu như mà nó hình người kiểu đó. Cái chiêu này thì thấy cũng cùi à, hết cùi, chả có gì ngon đâu. Tiếp theo chiêu thứ hai đây, Fancil the End. Bắt đầu với một người sống sao, người ám ảnh hả? Bắt đầu ám ảnh với một người sống sót. Ok. Khi bạn đưa lên hốc, lên cái móc á, một người mà không phải người sống sót, thì người ám ảnh sẽ bắt đầu rơi vào cái trạng thái exposed, trạng thái bị one hit trong 20 giây và tiết lộ vị trí ánh sáng cho trong 10 giây. À, cái kỹ năng này ngon nè, cái kỹ năng này ngon nè, anh em nó còn hơn cái gì ta?
nói chung là mấy hàng cái obsession á là nó dính cái chiêu này là hơi bị cay à. Đúng cây luôn á, thì nó thấy mình trong 10 giây lần đó nó bắt được thằng khác, mà nó thấy mình trong 10 giây mà cái 20 giây đó là mình bị cái trạng thái một hit nữa nó lại tới gần mình là ôi cuộc sống này ha, làm obsession khổ. Cuối cùng chúng ta cũng chỉ là bạn. Tiếp theo Buster in Club này là gì đây? Khi trong 12 mét cái máy khoát điện hoàn thành thì mình sẽ được hưởng 5% tốc độ di chuyển, hèn gì nó di chuyển nhanh vãi nồi ra. Cái tốc độ 5% này tăng tốc độ á là nó sẽ di chuyển nhanh hơn, nó sẽ duy trì trong 5 giây khi mà chúng ta rời khỏi máy khoát điện. Tức nghĩa chúng ta rời khỏi 12 mét của máy khoát điện á là chúng ta sẽ được. Ủa? Cái máy khoát điện hoàn thành. Vậy là chúng ta chỉ cần đi vòng vòng cái máy khoát điện mà nó sáng rồi là chúng ta sẽ được tăng 5% tốc độ di chuyển hả? Điều thì tin được. Còn cái ở dưới đó là nó nói kéo dài trong 5 giây khi mà mình rời khỏi cái máy khoát điện, chứ không phải là kéo dài nhiêu đó không đâu. Má nó, cái kỹ năng này bá đó. Thấy hai kỹ năng hơi bị bá rồi. Cái kỹ năng này nó phải cho giờ theo. Cái kỹ năng cục pin nè, cầm cục pin này nè, cái này cục pin tăng cường. Pin của máy khoát điện sáng lên là thanh niên chạy được 5% tốc độ di chuyển đu. Thằng nào mà nhây gần máy khoát điện yếu quần luôn, chết luôn. Cái này ngon. Là khi mình rời khỏi cái phạm vi 12m đó thì mình vẫn còn duy trì được 5 giây nha, là tốc độ 5% di chuyển 5 giây. Vô lý. Fit đi, update được thì tiên đạp là 32m. Tốc độ chạy 4.4m trên giây, lấy gì không nhanh. Rồi thân hình là sọt nữa, đồ xì. Thân hình sọt. Sọt là nhỏ ngắn luôn rồi. Để mình coi con Legend này. Con Legend vẫn là Avengers nha anh em. Hình như theo tôi là không có con nào sọt luôn. Nếu có con nào sọt đâu, hình như có mình con nó sọt à. Với con nhỏ của con này nè. Nhưng mà nó tính cái kích thước của con bự mà. Hình như nhớ là gì. Nó nhỏ xíu khó nhìn. Skin của Chinky có thể là gọi Chinky đâu, con búp bê đó thì nó mua đồ mặc cũng được mà, nhiều bộ đồ cũng được mà. Celebrity thì nó lâu quá. Nhưng mà nó sọt. Nó mà chơi cái này lâu quá anh em ơi. Tôi định thử cho anh em coi nhưng mà sao lâu quá trời. Nãy giờ mình phân tích hết về nó luôn rồi mà vẫn chưa vô được trò chơi. Có vẻ như Silver Bullet này người ta chơi ít quá. Mình lại ở bên cái vùng của Việt Nam nữa, mình dùng này thì nó cũng ít nữa. Mình chơi sát nhân ban ngày là nó lại hiếm rồi. Mà mình chơi bên phê server test nữa thì nó hiếm gấp đôi. Đợi chắc nửa tiếng đồng hồ chắc chưa vô được trận để chơi con này thử nữa.
hay là chơi sinh tồn ta? Ờ à, còn cái báo quơ nó mình chưa coi nữa, báo quơ nó làm cái gì ta? Con này leo cửa sổ, con này nó phóng qua cửa sổ luôn hay gì mà em leo gì nữa, nhỏ xíu à. Ý thì con này thua. Anh em khuyên dùng nên mua trước đi, trước khi nó fit lại. Về bữa nữa gửi lên nhà phát hành rồi, giảm con này là mới được. Giảm sức mạnh mới được, chứ quá mạnh này. Nó có một chế độ là Hideo, hay Hideo là cái chế độ gì không biết luôn. Ở chế độ này thì không bị phát hiện. Trước khi sẽ không bị bắt đầu gây vào trạng thái là ẩn nhịp tim đó mọi người. Và máy phát điện. Ủa? Và cái máy phát bản đồ, dấu chân trên bản đồ hả? Cái này cũng khó hiểu quá ta. Nó tạo ra nhiều dấu chân trên bản đồ hả? Có dấu chân nữa ta, để phân tán sự chú ý của kẻ địch nữa hả? À, tỉ âm thanh tiếng dấu chân á. Chơi với boss đi hả? Ok, chơi boss thì cũng được. Mời boss vô chơi. Ô, boss đâu? Phan không nhớ. Ờ, quên đó, Bất Hào nói đi vậy chuẩn á. Đó, mình quên là cái vụ chơi là cũng chơi được với boss nha. Chơi với boss còn thua nữa, nhầm nhò gì. Đó, boss chơi sửa máy nhanh lắm đó anh em, dẫn hoài. Who wants to play? Ủa rồi bản đồ của nó, bản đồ nào mới ta? Không có bản đồ mới phải không? Cái này có không? Ở này có không? Gankon City mà mới gì? Gankon City cũ. Notamatoba Gankon City 2. Ủa con này không có bản đồ mới hả? Có là thôi chứ sao vậy? Mình đem Whisper đi cho dễ thấy biết người. Đít, mình quên đem Whisper. Ờ, chúng ta chơi trận đầu tiên đi. Test thử nhân thôi. Chứ tầm này lát nữa chơi 1-2 quán sinh tồn nữa là chuẩn. Ra con này nó có hai kỹ năng mạnh. Cái hát của nó thì không đáng sợ. Nè, góc nhìn thứ ba nè. Quá khác gì góc nhìn thứ nhất đâu ta. Ui, nó chạy nhanh vãi chưởng nha. Này là ẩn tiếng tim anh em ạ. Nhưng mà mình phải chơi bên sinh tồn mình mới gành được. Quả chữ. Three.
Vãi kìa đậu. Tiếp 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 tiếp. Something for ya. Nè nè, nó bắt người ra nè, thấy không? Mình có thằng cầm dầm. Đó đó, thấy thằng kia kìa, thấy thằng kia kìa, thấy không? Thấy thằng kia tới 10 giây lận. Thằng kia đang sửa máy trên lầu hả? Không không, nó sửa máy ở cái nhà, cái phòng cuối cùng á. Nó biết mình tới rồi, nó biết mình tới rồi. Nó là nó nè, nó nè. You can't run from me, you stupid shit. Hết rồi, hết hiệu ứng cái Etoset rồi. Hên cho nó. Má ảo gì? Ơi, nở kìa, nở kìa. Mắc mệt với vậy ta. That's it. Hide freaking doll. Đó, bớt chơi hay lắm, dẫn rồi. Boss được lập trình, nó biết mình di chuyển rồi. Á, à, chạy xỉu xỉu luôn. Ôi ôi, anh em biết chiêu này nó giống gì không? Xa vãi rồi. Trạng thái đó vừa ẩn tiếng tim mà vừa có thể ủi về trước nữa. Ủi xa bởi vì anh em thấy nó chém nhanh. Và cái ủi đó hình như có thể nhảy qua được cái ván luôn. Tính ra chạy cũng nhanh quẹo gì đâu. Run, dipshit. Where the hell are you going? Khoan khoan, mình nước quán cho anh em coi chui tấm ván nè. Yeah.
Đó. Nó có chiêu chui chấm bán nha. Thằng này nó thách thức mình. I don't have time for this. Ôi ôi ôi. Lô đồ gaming barbecue. Đập hai cái là nó mới tính. Rồi. Bể đầu luôn rồi. Đó, được tăng tốc đó anh em. Mình đi lại gần mấy cái máy phát điện sửa rồi là mình được tăng tốc nè. Nó sửa 5 máy thì mình đi vòng vòng là mình đi dèo dèo luôn. Nó chơi tấu hè. Đó, chạy nhanh vãi, nhìn đã ha. Tính ra con này cũng mạnh rồi. Coi mấy con đỏ của nó ra sao. Góc nhìn thứ ba vậy là đúng rồi. Tại do con nhân vật nó nhỏ thôi. Tính ra nó nhỏ quá thì nó cũng như nhất góc nhìn thứ nhất thôi, khác quẹo gì đâu, đúng không anh em? Tôi chơi cái anh em thấy con này nó cùi liền ha. Nào nữa đều hiểu được. Làm dán nữa ha, dán nữa coi con đỏ của nó có xịn sò gì không. Nó có một cái con đỏ này là cái gì ta? Chơi quán hay quán thôi. Rồi mình sẽ đưa video ra không này. Cái nón này á, là khi mà mình lướt với cái tấm ván á, là nó sẽ nổ tấm ván luôn và hết trạng thái đó. Đó này. Đòn đánh cơ bản sẽ thoát khi đây, cái này là duy trì. Nè, mình đem này theo thử rồi. Cái nón này thì nó cũng có hay vậy, cái nón đó thì nó chỉ mang cái này, con này thì nó để là thấy được cái dấu chân cho nên đem thử. Đây là sự dần hành tối thượng của thời gian. Và trải dậy hết kỷ Kali Yuga. Ngày Vasudeva và ngày Arjuna với sự trợ giúp của hai ngài là tiêu đuổi. Thêm bán nữa nha. Thêm quán nữa trở về server thường anh em. Hai con đỏ cũng nghề hay. Nói chung con này cũng được thôi.
con này ca máy à, số dách. I just want to play. You can't hide from me. Mấy thằng boss thì nó không đập ván được mình rồi đấy, gì mà mình mà mình đánh được nó, mà mình sử dụng được cái kỹ năng mà đập hai tấm ván mà nó bị chặn thái mù chứ có được gì với mình đâu. Sao mọi người thấy không? Nó sờ bam cái đó hay hơn mấy anh kia. Ủa? Sao mình chơi cái chiêu đó không được ta? Chuột nó không ăn nữa chứ. Boss nó làm cái trò này hay lắm. Người mình có thể mất bình tĩnh khi mà nhảy qua nhảy lại vậy chứ boss rồi bị chuẩn vãi nồi. You're mine. Who's coming for it? Hay nó nhảy qua cửa sổ cũng chậm mà ai nói nhanh vậy? Chơi gấu thì nó nhất thiết quen này. Nè, nó tạo dấu chân ảo nè anh em thấy không? Đó đó. Là làm loạn nhịp mấy thằng sống sót. Thôi chơi test thôi, hơn thua gì mà công nhận boss chơi ghê thiệt. Stop being such a chicken. Thế sao chuột quay không nhảy gì hết trơn ta? Chuột của mình nó bị không mượt lắm. Where'd you go? Come on. I don't fight. Huh?
Thấy không anh em, thấy không? Nó hơi đúng kiểu, đúng chuẩn không? Khó mà đâm được nó lắm. Nhiều khi thấy chơi với boss khó hơn chơi với mấy thằng sinh tồn nữa. Nói chung con này mình cũng chưa quen lắm. Thôi mình chỉ test nhiêu đây thôi. You can't run from me, you stupid chick. Không, ớt lập trình là đéo cần cứu luôn. Còn người nó ra nó cứu người, mình còn có chơi trò hàng hạ cam đồ này nữa. Cứ boss xác định là xong luôn. Rồi nó ra được rồi, nó ra được rồi. Thôi, mình quay về server thường nha mọi người. Mình thử cái on tím đó là tại vì để cho mọi người thấy là cái chiêu của nó là có thể nghe đi. Thôi quay xe thường nha mọi người. Ít nhiều đây thôi, mình đã phân tích nó nói về sát nhân này xong rồi. Để thôi, để chỉnh cái này ra video cho mọi người đi.